sáng nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nhấn nút khởi công Trung tâm Huấn luyện Quốc gia cho Hiệp hội Bóng đá Indonesia PSSI tại khu vực thủ đô mới Nusantara, tỉnh Đông Kalimantan. Trung tâm Huấn luyện Bóng đá Quốc gia của PSSI sẽ được xây dựng trên diện tích 34,5 ha, bao gồm 8 sân bóng đá và các cơ sở hỗ trợ khác. Về kinh phí xây dựng, Liên đoàn Bóng đá Thế giới sẽ tài trợ 85,6 tỷ rupiah Indonesia từ quỹ FIFA Forward. Đây là mức tài trợ lớn nhất của FIFA cho một quốc gia Đông Nam Á. Phần còn lại đến từ ngân sách của chính phủ Indonesia, cụ thể là 95 tỷ rupiah Indonesia. Với phần ngân sách tài trợ của FIFA sẽ được sử dụng để xây dựng giai đoạn 1 của dự án, bao gồm việc xây dựng chỗ ở cho cầu thủ và huấn luyện viên, cũng như phòng thay đồ. Ở giai đoạn 2 sẽ xây dựng 8 sân bóng đá, bao gồm là 5 sân lớn, 1 sân futsal, 1 sân tập có mái che, 1 sân bóng đá bãi biển và các công trình phụ trợ khác như bể bơi, trung tâm khoa học thể thao. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nơi tập luyện cho các cầu thủ của các đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia. Việc xây dựng sân vận động chính cho tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia, PON, lần thứ 21 năm 2024 đã chính thức được khởi động bằng việc ký kết hợp đồng xây dựng dự án. Sân vận động mới sẽ được xây dựng tại huyện Deli Serdang, tỉnh Bắc Sumatra. Với giá trị hợp đồng là 587 tỷ rupiah Indonesia, sân vận động chính của PON 2024 dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng chưa đầy một năm. Chủ đầu tư hy vọng nhà thầu thực hiện dự án sẽ hoàn thành việc xây dựng sân vận động chính đúng thời hạn. Chính quyền tỉnh Bắc Sumatra cũng sẽ hỗ trợ đầy đủ cho sự phát triển này. Sân vận động mới sẽ có sức chứa 25.000 khán giả, có thể trở thành biểu tượng cho niềm tự hào của người dân Bắc Sumatra. Tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 8 tháng 9 đến 30 tháng 9 năm 2024 tại hai tỉnh Aceh và Bắc Sumatra. Trong đó lễ khai mạc sẽ diễn ra tại tỉnh Aceh. Sân vận động Kanjuruhan sẽ được cải tạo thay vì đập đi xây lại như dự định trước đó của chính quyền Indonesia. Theo thiết kế, bộ mặt mới của sân vận động Kanjuruhan sẽ độc đáo và hiện đại hơn. Những điểm đáng chú ý trong dự án cải tạo này là lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài, thay thế mái che của khán đài phía Tây, làm mới đường pit và hệ thống các cửa ra vào của khán giả an toàn hơn. Một đài tưởng niệm sẽ được xây dựng ở cửa số 13 để tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch Kanjuruhan vào tháng 10 năm ngoái. Việc cải tạo sân vận động Kanjuruhan sẽ ưu tiên các tiêu chuẩn của FIFA. Dự án này được thực hiện bởi Bộ Công chính và Nhà ở Công cộng Indonesia PUPA với ngân sách 331 tỷ rupiah. Sau cải tạo, sân vận động Kanjuruhan sẽ có tổng sức chứa 21.734 khán giả. Công việc cải tạo sân vận động Kanjuruhan dự kiến sẽ hoàn thành sau 16 tháng.